Trong video báo giá tuần trước thì có hàng loạt những cái dòng xe Hyundai Santa Fe máy dầu đã được bán đi. Trong một tuần kỷ lục chúng tôi bán được hơn 10 cái mẫu xe Hyundai Santa Fe máy dầu và hiện tại đang cần rất nhiều anh em đối tác ở trong toàn quốc để có thể chia sẻ cũng như là giới thiệu xe giúp chúng tôi. Và trên cơ sở đó thì hiện tại BK Hà Nội cũng còn hàng loạt những cái dòng xe nữa đang chào bán để có thể phục vụ các bác. Và có một điểm lợi của BK Hà Nội đó là gì? Lúc nào xe cũng có sẵn, toàn bộ những dòng xe 7 chỗ gầm cao đều có sẵn cho anh em có thể đến và có thể xem xe và trải nghiệm xe anh em nhé. Đấy, đa phần là những idol bán hàng online thì không có trải nghiệm trên thực tế, nhưng mà chúng tôi rất là mong muốn là gì? Toàn bộ những cái sản phẩm chúng tôi có sẵn để giúp cho anh em có thể trải nghiệm và sờ tận tay, thấy tận mắt. Cái mẫu xe đầu tiên chính là mẫu xe Kia Carnival phiên bản động cơ 3.5 bản Signature, sản xuất năm 2022 và hiện tại chúng tôi đang chào bán với mức giá khá là mềm, chỉ có 1.338.000 đồng so với lại 1.4 mà anh em hay chào bán ở trên trang mạng bốn bánh. Cái mẫu xe thứ hai chính là mẫu xe Kia Carnival sản xuất năm 2021 và đây là phiên bản Signature máy dầu nên là nó có giá cũng tương tự giống như những dòng xe máy xăng, 1.239.000 đồng. Một cái mẫu xe mà chỉ có 558.000 đồng, Hyundai Kona anh em nhé. Hyundai Kona phiên bản sản xuất năm 2021 đi được 38.000 km, km nguyên zin hết cho anh em và cũng cam kết cho anh em đảm bảo đi check test toàn quốc. Anh em thân mến, thì nếu bác nào mà đang quan tâm đến Toyota Fortuner thì hiện tại mình còn đang còn khoảng tầm hơn 10 mẫu xe Toyota Fortuner, trong đó là Toyota Fortuner Legender sản xuất năm 2021 hiện tại giá bán là 1.045.000 đồng các bác nhé. Bác nào đang quan tâm đến cái dòng xe Toyota Cross thì chúng ta đang có là Toyota Corolla Cross sản xuất năm 2021 động cơ 1.8V và hiện tại đang để với mức km đang đi là 47.000 km và đang để với giá bán là 745.000 đồng. Anh em nào đang quan tâm đến Legender thì chúng tôi còn 2022 là 1.098.000, 2024 ạ 1.185.000 đồng. Đấy. Và một cái mẫu xe nữa thì anh em có thể thấy cũng là Toyota Fortuner sản xuất năm 2019, hàng khá là hiếm, đang để với mức giá là 858.000 đồng các bác nhá. Bác nào quan tâm đến Santa Fe thì mình đang có cái dòng xe Hyundai Santa Fe máy xăng sản xuất năm 2020 mà chỉ có 838.000 đồng thôi ạ. Anh em nào thích cái dòng xe Toyota Fortuner máy xăng 2017 mà đi khá ít, chỉ khoảng tầm 5 vạn cây, mình đang có một cái mẫu xe này chào bán là 715.000. Tiếp tục chúng ta đến một cái siêu phẩm ạ, siêu phẩm mà của dòng xe Ford Everest. Đấy, con này cũng là khung, gọi là khung gầm rời nhá. Đấy, không khác gì những cái dòng xe Prado và có một số thời gian gần đây anh em đang gọi là so sánh cái dòng xe này với lại Prado, nhưng mà chia sẻ với anh em giá nó rẻ hơn rất là nhiều, chỉ có 1.398.000 đồng cho một cái mẫu xe sản xuất năm 2022 so với lại 4.5 tỷ của dòng Prado. Anh em nào quan tâm đến Santa Fe, mình đang có một cái bản phun dầu đây còn sót lại duy nhất. Đấy, mới nhập về hơn 12 xe Santa Fe phun dầu đã bán khoảng tầm 10 xe rồi, còn một cái mẫu xe này và một cái mẫu xe bản tiêu chuẩn nữa, Santa Fe phun dầu Pre sản xuất năm 2021 đi 37.000 km để với mức giá là 1.065.000 đồng. Everest cũng là một cái dòng xe chủ lực của BK, bây giờ còn khoảng tầm 12 xe nữa và đây là phiên bản sản xuất năm 2018 hai cầu động cơ 2.0 đấy, công nghệ biturbo và đang để với mức giá là 878.000 đồng. Anh em nào thích cái dòng xe Mazda CX-5 thì mình đang có một cái mẫu xe này màu rất đẹp sản xuất năm 2023 đấy, và đây là phiên bản gọi là exclusive 868.000 so với lại đăng ký xe mới khoảng tầm 950.000, anh em có thể tiết kiệm được cỡ khoảng tầm 90.000. Ngoài ra thì có Honda CR-V sản xuất năm 2016 Đấy, con này thì bây giờ mình đang để với mức giá là 645.000 đồng nhá, 645.000 đồng động cơ 2.0. Anh em nào thích những cái dòng xe Santa Fe mình mới lấy về ở Vĩnh Phúc, đây là phiên bản sản xuất năm 2021 và máy xăng bản cao cấp nhất, mình đang để với mức giá là bao nhiêu ạ? 988.000 đồng thôi ạ. Tiếp tục chúng ta đang có một cái mẫu xe nữa, đó là Toyota Yaris
giá bán là 595 triệu. Và ngoài ra thì có một cái mẫu xe cũng chỉ có khoảng tầm hơn 500 triệu đồng thôi, 528 triệu đồng. Thì mình đang có đó là Suzuki XL7 sản xuất năm 2022. Đấy, tất cả những cái mẫu xe của bên mình thì đều cam kết bao trách toàn hoa của toàn quốc. Và có 5 cái điều cam kết, đó là không tai nạn ảnh hưởng kết cấu khung răng sassi, không bị tháo cổ máy, không bị ngập nước. Và ngoài ra thì cũng không có phạt nguội và không cầm cố ngân hàng. Mọi thủ tục sang tên đổi chủ được thực hiện rất là nhanh chóng. Cảm ơn các bác đã quan tâm.